Bài học hôm nay chúng ta sẽ học về tiếng Anh xây dựng thôi mấy bạn. Mình sẽ học cuốn sách này. Cuốn sách này của giáo sư Võ Như Cầu, tên là Tiếng Anh trong xây dựng và kiến trúc, English on Building and Architecture, tái bản. Sách này thì gồm 20 bài học tiếng Anh thuộc ngành xây dựng và kiến trúc, ngữ pháp trình bày dưới dạng sơ đồ và công thức rõ ràng dễ hiểu. Các thuật ngữ thông dụng nhất trong xây dựng và kiến trúc. Nhiều bài tập và đáp án thuận tiện cho người tự học. Cái này là của nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội 2011. Rồi. Lời mở đầu. Sách gồm 20 bài học bằng tiếng Anh thuộc các ngành xây dựng và kiến trúc. Ngữ pháp được trình bày dưới dạng sơ đồ và công thức rõ ràng dễ hiểu. Sách cũng cung cấp cho người học một vốn thuật ngữ thông dụng nhất về xây dựng và kiến trúc. Toàn bộ các ví dụ đã được dịch ra tiếng Anh để làm nổi bật những điểm giống nhau và khác nhau giữa hai thứ tiếng. Nhiều bài tập kèm đáp án có dịch ngược dịch xuôi thuận tiện cho người tự học. Mặc dầu tác giả đã có nhiều cố gắng, không thể tránh khỏi sai sót, mong độc giả phê bình và góp ý. Cuối cùng, tác giả xin chân thành cảm ơn ban biên tập nhà xuất bản Xây dựng đã tham gia biên tập và biên tập cho xuất à biên tập và cho xuất bản sách Hà Nội 15 tháng 1 2009, tác giả. Preface. This book consists of 20 units written in the English language. Cuốn sách này bao gồm 20 bài được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Embracing the field of building and architecture. Embrace, tác giả nè, embrace là ôm trọn đó mấy bạn, ôm trọn cái lĩnh vực xây dựng và kiến trúc. Embrace, mình tra cái chữ embrace nha, chữ này mình thấy rất là hay. Embrace. 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 Anh nhớ mà hai embrace. Mà mình đang cần động từ đọc là Embrace. 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 Này là vừa là ngoại động từ mà vừa là nội động từ. Là to put your arms around somebody as a sign of love or friendship. Có nghĩa là đặt tay vòng qua ai đó như là một dấu hiệu của tình yêu hoặc tình bạn. Cái nghĩa này thì mình không có, mình cần cái nghĩa này nè, là nội động từ. Embrace something, to include something là bao gồm những cái gì đó. Mình đọc cái ví dụ đầu tiên ha. The talks embraced a wide range of issues, là cái buổi nói chuyện bao gồm một cái phạm vi rộng những cái chủ đề, những vấn đề. Rồi, mình trở lại. Rồi. Embracing the field of building and architecture. Mình mở bự lên nữa coi được không? À, mở bự lên được. Bật lên cho mấy bạn dễ coi hơn. Embracing the field of building and architecture, a schematic presentation of the English verb tenses and grammar formulas render the lessons more clear and more comprehensible. Là
một cái sự trình bày theo chủ đề schematic. Mình tra cái từ này ha. Schematic. Schematic of a diagram showing the main features of relationships but not the details. Là thường nói về những cái diagram, là mấy cái biểu đồ hả? Để mình tra chính xác luôn. À, biểu đồ đó mấy bạn. Biểu đồ showing the main features, thể hiện những cái đặc điểm chính hoặc là mối quan hệ, chứ không có thể hiện chi tiết. Là biểu đồ này là biểu đồ ý chính, biểu đồ mối quan hệ thôi. Rồi, là những cái sự trình bày ý chính của những cái verb tenses, là chia thì động từ của tiếng Anh, và công thức ngữ pháp. Render the lessons. Render là mang lại. Ở đây là render, đây là động từ nha. Mang lại cho bài học một cách rõ ràng hơn và dễ hiểu hơn. Comprehensible là dễ hiểu. Các bạn mình tra từ render này. Render là mấy người mà người ta vẽ 3D thì người ta hay render hình ra, hoặc là Photoshop cũng vậy, nên render ra. Alright. Call somebody something to be something. Là to call somebody something to be in a particular state or condition. Render có đồng nghĩa với make. Là to render something harmless. Là tạo ra cái gì đó mà vô hại. Useless là vô dụng. Ineffective là vô hiệu quả, không có hiệu quả. Hundreds of people were rendered homeless by the earthquake. Là hàng trăm người bị làm cho mất nhà cửa, bị làm cho vô gia cư bởi cái trận earthquake, là động đất. Nha, yeah, mình tiếp tục. Comprehensible, cái nghĩa comprehensible này, mình comprehensible mình cũng nghĩ là một từ hay. Comprehensible là tính từ. Mình mở bự lên cho mấy bạn xem nhé. Đây, bự quá. Dùng trang trọng. Comprehensible to somebody that can be understood by somebody. Là có thể được hiểu bởi ai đó. Easily, readily comprehensible to the average reader. Là những người đọc thông thường, những người đọc phổ thông thôi, trung bình thôi, cũng có thể hiểu một cách dễ dàng, hoặc là hiểu, nhận được cái sự hiểu, cũng như là đón nhận được cái ý mà người ta muốn nói. Readily là đón nhận được. Rồi, mình tiếp tục trở lại bài. The book also provides the readers with the most commonly used technical terms concerning building and architecture. Là cuốn sách cũng cung cấp cho người đọc những cái thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng thường xuyên nhất mà liên quan, concerning là bằng với about, về xây dựng và kiến trúc. All the examples have been translated into Vietnamese to throw into relief the differences and similitudes between two languages. Là tất cả những cái ví dụ hiện đã được dịch thành tiếng Việt để mà throw into relief. Mình cái này mình nghĩ là một cụm đó mấy bạn. Throw into relief.
throw into, có nghĩa là to begin to do something with energy or enthusiasm, là quăng mình vào, có nghĩa là mình làm cái việc đó với cái sự đầy năng lượng và đầy háo hức. Throw into relieve, để có cái chữ relieve. Relieve là chắc là nhẹ nhõm. Removal of anxiety or pain là có nghĩa là bỏ bớt lo âu, bỏ bớt mệt mỏi, đau đớn đi. Nè, không đếm được, hoặc là nhân từ số ít. The feeling of happiness that you have when something unpleasant stops or does not happen là cái cảm giác hạnh phúc khi mà bạn, khi mà cái gì đó không thoải mái đã dừng lại hoặc là không có xảy ra nữa. Relief có nghĩa là nhẹ nhõm. Rồi mình đọc cái ví dụ đầu tiên. I felt a huge sense of relief when I heard that they were all okay. Tôi cảm thấy a sense of relief là cảm thấy nhẹ nhõm, kinh khủng, cảm thấy nhẹ nhõm dữ lắm luôn. Huge là khổng lồ. When I heard, khi mà tôi đã nghe được cái tin là they were all okay, tất cả họ đã ổn. Rồi mình trả lại cái bài này. Là throw into relief có nghĩa là để mà cho người đọc mà cảm thấy đầy nhẹ nhõm khi mà thấy được sự khác nhau. Differences and similitude. Cái từ này mình nghĩ chắc là nó, mình chưa gặp từ này bao giờ luôn á. Similitude. Từ này rất là trang trọng mấy bạn. Mình chưa gặp bao giờ luôn á. Similitude between A and B. Similitude to somebody, something. The state of being similar to something là cái trạng thái mà tương tự với cái gì đó. The similitude between humans and gorillas là cái sự tương tự giữa con người và con gorilla. Gorilla chính là con vượn. Để mình coi nó phải không. Gorilla là con khỉ đột mấy bạn. Gorilla là khỉ đột. Rồi, tiếp tục. Many exercises with their answers. Mình thấy chữ dare này hình như có vấn đề. Chữ dare này nó là tính từ sở hữu thôi. Dare của chúng. Many exercises with their answers. Rất là nhiều bài tập cùng với đáp án của chúng. Favor the out to the dark. Này lạ quá. Favor. Động từ nha mấy vị. Favor động từ. Prefer a system, plan, way of doing something, etc. to another. Là ưu ái hơn cái gì đó. Treat better, help, provide suitable condition for a particular person group. Favor to the Autodidact. Tác giả này dùng rất là nhiều từ từ trang trọng mấy bạn ha. A person who has taught himself or herself something rather than having lessons. À, là người tự học đó. A person who has taught himself or herself something
rather than having lessons. Là tự dạy mình, tự học. Right. Favor. Favor. Cái chữ favor hồi nãy mình sẽ chọn là help, là cung cấp á. Help, giúp đỡ, cung cấp những cái điều kiện thích hợp cho người hoặc nhóm. The warm climate favors many types of tropical plants. Là cái khí hậu ấm áp thì cho phép, cung cấp cái điều kiện thích hợp hoặc là giúp cho nhiều loại thực vật nhiệt đới phát triển, đúng không? Provide suitable condition, cung cấp điều kiện hợp lý. Vậy là rất là nhiều bài tập cùng cái đáp án của những cái bài tập này thì cung cấp cái điều kiện thích hợp cho người tự học, người mà muốn học tiếng Anh scientific, tiếng Anh khoa học. Inspire the great efforts of the author. Mặc dù nỗ lực, dù cho tác giả nỗ lực rất nhiều. Inspire cộng với cụm danh từ nha mấy bạn. The shortcomings, những thiếu sót thì unavoidable, là không thể tránh khỏi. And this demands criticisms, và điều này cần đến sự phê bình, sự phê bình và advices, những lời khuyên from the readers, từ những độc giả. Finally, the author would like the author would like to express his sincere thanks to the nhà xuất bản xây dựng publishing house for editing and publishing the manuscript. Cuối cùng, tác giả mong muốn bày tỏ cái sự cảm ơn chân thành tới nhà xuất bản xây dựng, nhà cái này publishing house là nhà xuất bản xây dựng nè. Không, publishing house là nhà xuất bản, vì đã biên tập và cho xuất bản cái manuscript. Manuscript là gì? Manuscript là a copy of a book, piece of music, etc. before it has been printed. Manuscript như bản thảo. Để mình coi coi phải không nhỉ? Đúng rồi, bản thảo. Hết trang này và trang số 5. Trang số 5. Unit 1. The structural elements 1 of a building. Mình thấy rất là đánh số rất là nhiều. Các bạn thấy đánh số không? Trang này đánh 42 số. Qua bên đây, và bên đây tác giả cũng đánh số. Rồi sau đó là tác giả cho nghĩa. Trời ơi, cuốn sách này trình bày nhức con mắt quá. Nhưng mà thôi, mình đã lỡ đụng vô nó rồi thì mình cũng ráng xem coi nó có gì hay không. Tác giả người ta đã viết ra cuốn sách thì người ta cũng phải rất là tâm huyết thì người ta mới viết ra cho mình, đúng không? Rồi, bây giờ mình xem nè. Unit 1, bài số 1, The Structural Elements of a Building, là những cái yếu tố, những cái thành tố. Element là yếu tố, structural là structure là kết cấu, structural là thuộc kết cấu của một tòa nhà, a building. Bây giờ cái số 1 này là structural element, mình dịch là yếu tố thuộc kiến trúc, mình dịch nghĩa đen luôn nha mấy bạn. Không biết tác giả người ta dịch là cái gì. Xem coi.
Cấu kiện, structural element. Tác giả dịch là cấu kiện. Đúng rồi, dịch dịch nó sẽ gần gũi hơn với cái thuật ngữ trong ngành xây dựng của mình đúng không? Giờ mình dịch lại là cấu kiện của một tòa nhà. A building is made up various types of structural elements such as beams, girders, trusses, columns, slabs, walls, rigid frames, roofs, arches, vaults, and domes. They can be used independently. They can be used independently or in combination to establish a structural system. A building, một tòa nhà thì được làm bởi rất là đa dạng, various là đa dạng các loại cấu kiện, such as như là dầm, girder là cái dầm mà sao ta, mình tả sao ta, cái dầm mà cái bề, cái chiều cao của nó cao hơn so với cái bề ngang rất là nhiều, mấy bạn hiểu ý không? Dầm cao vậy nè, đó như dầm cầu rồi đó, hay gọi là girder. Rồi truss là cái mấy bạn biết là mà cái nhà mà mình lập lập ngói đó thì mình có mấy cái thanh, à cái này gọi là cái giàn đó, truss, trusses. Thì mình coi là mình đọc đúng không, cái đó đọc là âm ớ. Truss. Vậy thì thêm es như là trusses. Columns là cái cột, slab là cái bảng, slabs là cái tấm tảng, tấm bảng, cái bảng. Walls là cái tường, rigid frame là những cái khung cứng, roof là cái mái, arches. Đọc vậy có đúng không ta? Arch. Để coi thầy đọc xem. Real arch. 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 Arches. Mình xem lại một chút về cách phát âm ES nha. Cách phát âm ES. Cách phát âm S-E-S. Mình vô cái trang đầu tiên này đi. À, mình xem của Elite cũng được. Rồi. Nó bự lên cho chúng ta cùng xem cho dễ nha. Rồi. Bữa nay mình ôm lại một chút về cách phát âm S, E, S trong tiếng Anh. Rồi cái này là nói có ba cách phát âm, có ba cách phát âm S, E, S. Phát âm là S, phát âm là Is, phát âm là Z, Z, Is, Is. Z. Rồi, khi nào thì phát âm như vậy? Phát âm là S. Khi mà đọc là units. S. Units. Nè nè, nó có cái thần chú ở đây nè mấy bạn. Là thời phong kiến, thời phong kiến phương Tây. Đó. Là những cái âm của cái từ, âm cuối nha, là âm S, âm P, âm K, âm F, âm T. Đó, thì những cái âm này thì mình sẽ đọc là S. Đó, thời phong kiến phương Tây. Đây là chữ thờ nè. Phong bờ, kiến ca, phương là F, Tây là tờ. Rồi, units. The book has 15 units.
stops là dừng lại, là he stops reading books. Topics đó, thời phong kiến. Ờ, ở đây là chữ cờ. À, chữ cờ đó là âm ca đúng không? Đó, âm ca. Topics. Laugh. À, đây là chữ laugh. Laugh là đọc là âm F. Lapse. Rồi chữ tờ. À, cái này là chữ thờ này mấy bạn. Chữ thờ là months. Months là âm này. Rồi cái này là âm. Âm chật. Unit. Units. Rồi tiếp tục là âm is. Is. Rồi. Khi có tuần cùng là cái âm s, z, sh, ch, z, z. Đó. Thì thường có tuần cùng là các chữ cái sh, se, s, hai chữ s, chữ z, chữ ch, chữ ch, chữ s. Rồi ví dụ nè, các bạn thấy không? Chữ watch, watch kết thúc là chữ ch, ch là cái chữ ch này. Rồi cái âm của nó là âm sh, âm và âm ch, âm ch là cái âm này. Đó, chữ xem, watches, watches. Rồi cái này là rửa, là wash, washes, washes. Âm sh, âm sh. Kết thúc là chữ sh nè, kết thúc là chữ sh nè. Đó, rồi là rửa. Rồi, về changes, changes. Anh thấy chữ ch, chữ z, chữ z. Changes à, là cái âm này. Kết thúc của nó là GE. Đó, ở đây là GE này. Đó. The classes, classes. Đó. Đây là kết thúc là hai chữ S. Hai chữ S, mấy bạn thấy không? Hai chữ S nè. Ở đây cũng hai chữ S. Rồi ở trong phiên âm là chữ S. Ở trong phiên âm là chữ S. Đó. Classes. Mấy bạn cũng thấy dễ mà đúng không? Chữ SH, chữ CE, chữ SS, chữ GE, CH. Mấy chữ này đó, nhìn vô là biết đọc là is. Đọc là âm ES, đọc ES là is. Rồi bây giờ mình đọc mấy câu này cho mấy bạn nghe nha. He watches the film every day. Mom, my mom washes the dishes in the afternoon. She changes the topic in the presentation. How many classes do you have a week? Rồi. Phát âm z khi nào là những âm còn lại. Còn lại là sao? Là không phải là thời phong kiến phương Tây, không phải là z. Không phải. Bây giờ mình có câu là ông sáu chạy xe SH đúng không? Âm có chữ âm không? Ở đây không có chữ âm. Sáu có chữ sáu nè. Âm sáu. Rồi chữ chạy nè. Đó. Chữ chạy. Rồi chữ xe. Xe là chữ xe này. Đó. Xe. SH. SH là chữ này. Đó. Chữ xe cũng là chữ này luôn. Đó. Các bạn tạm nhớ vậy đi ha. Là không phải là thời phong kiến phương Tây. Thời phong kiến phương Tây là cái này. Sẽ đọc là S. Rồi nếu mà âm sáu chạy xe SH rồi đó thì sẽ là âm z. À không, âm is. Như classes. Còn những âm còn lại thì sẽ đọc là z. Như là plays, huge. Không phải. Hugs, hugs, hugs. Rồi cái này là túi xách là bags, bags. Đó. Như vậy các âm SES phụ thuộc vào cái âm và âm âm cuối. Tuyệt. Rồi, bây giờ mình xem, mình đọc lại mấy cái này. Này là gets, precious, eats, manage. Không phải. Này là âm is, manages. Này là takes. Này là reads. Không phải. Reads, reads. Nên là returns. Nên là cones.
Mình cũng chưa có vững cái phát âm này, nên là mình phải xem lại với mấy bạn nữa. Rồi, bây giờ nó có highlight, cũng có một số bài tập cho mình nè. Mấy bạn cùng làm với mình luôn đi, sẵn mình ứng dụng luôn cho nhớ. Tại vì cái gì mà mình học qua mà mình không thực hiện là mình mau quên lắm mấy bạn. Mình làm xong cái này rồi mình nghỉ ha. Rồi bữa sau mình sẽ học tiếp. Bài tập nè. Rồi, này đọc là pages. Pages. Này là boxes. Âm sáo chạy xe SH nè. Này cũng âm sáo chạy xe SH. Này chữ GE nè, mấy bạn thấy GE không? Nó đọc là GIS. Rồi boxes. Boxes. Rồi cái này là thời phong kiến phương Tây nè, đúng không? Thời phong kiến phương Tây là đọc là âm. Âm S. Là hats. Rồi cap. Caps. Cái này là âm Z nè. Âm Z. Âm Z. Là cái trường hợp cuối cùng, trường hợp còn lại đó. Ủa? Thời phong kiến phương Tây. Thời phong. Chữ phong này trong thời phong kiến phương Tây mấy bạn. Đọc là âm S. Caps. Bookshelves. Bookshelves. Này là vờ. Bookshelves. Này khó ta ơi. Mình chưa có vững cái này nữa. Để mình coi coi. Cái này mình nghĩ là âm giờ. Hoàn thành này. Người ta có chấm cho mình luôn. Hoàn thành mà không thấy gì hết. Okay, tiếp tục. Baskets. Này là âm S. Thời phong kiến phương Tây đúng không? Ta lên đây. Thời phong kiến phương Tây. Này, thời. À, thời phong kiến phương Tây này. Chữ S, chữ T. Rồi. Houses. Houses. Này là maps. Thời phong, chữ phong này là map. Đọc là ms. Desks. 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 Không thể nào đọc là desks được. Mà là desk. Desks. Desks. Thời phong kiến là chữ sờ. Đó. Clocks. Là chúng sẽ sờ luôn. Thời phong kiến phương Tây mà. Hoàn thành không thấy gì đâu. Tiếp tục. Punctures. Hands. Hands. Thời phong kiến phương Tây là không có nè. Không sao chạy xét hát cũng không có nè. Dots. Dots. Này là dog. Đó hay là doctors đúng không? Này là dog. Dog. Dogs. Dogs. Thời phong kiến phương Tây là không có nè. Này cats. Quizzes. Hoàn thành. Nhớ hoàn thành hoài cũng được chỉ mấy bạn. Cars. Snakes. Snakes. Này chữ K E cuối nè. K E cuối thì chắc là âm sờ rồi. Trả lại cho đây cái. Cả em phải. Snake. À, cái này là phong kiến phương Tây. Snake. Âm ca. Phong kiến phương Tây. Snakes. Là chữ duck. Ducks. Âm ca. Phong kiến phương Tây. Rồi kisses. Boxes. Rồi, không có chấm điểm mấy bạn ơi. Rồi, vậy là mình ôm lại một cái nữa nè. Là phát âm S khi mà thời phong kiến phương Tây. Rồi, tiếp tục phát âm là is. Là âm sờ, âm dờ, âm sờ, âm chờ.
Rồi âm không có chữ âm ở đây mà là sáo, chạy, xe, xe, SH, có ghe nữa vậy, để chữ Z nữa, đọc là it's, quizzes. Rồi chữ Z là trường hợp còn lại. Thôi, bài học của mình đến đây là kết thúc ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem. Bữa sau mình sẽ học tiếp những cái từ ngữ trong trong xây dựng nữa. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại.